Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy." Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herodê băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng các ngôn sứ: "Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bấy giờ vua Herodê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah đã nói: "Ở Rama vẫn nghe tiếng khóc than rên rỉ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con của mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa." Anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh anh hài. Dostoevsky, một nhà văn người Nga, nói như thế này: "Linh hồn của bạn sẽ được chữa lành khi bạn ở với các trẻ thơ." Vì sao vậy thưa anh chị em? Thưa, bởi vì trẻ thơ cho chúng ta thấy được cái nguyên sơ của thiền tâm, đưa chúng ta về với cái nền tảng của căn tính con người là sự thiền. Nơi trẻ thơ chúng ta bắt gặp được sự bình an của thiên quốc, chúng ta bắt gặp được tình yêu thương. Cho nên ở đâu tôi tìm được cái hình ảnh nguyên sơ của tôi? Thưa, khi tôi nhìn thấy trẻ thơ. Và nơi trẻ thơ có một cái sức rất là kỳ diệu, thưa anh chị em. Khi chúng ta chơi với các cháu, khi chúng ta ở gần các cháu, khi chúng ta cười nói với các cháu, và nhất là khi chúng ta thấy các cháu ôm chúng ta, cười nói với chúng ta, thì chúng ta cảm nhận được cái sự bình an, cảm nhận được niềm vui. Và trong cái sự bình an, niềm vui đó, chúng ta được chữa lành. Tuy nhiên thưa anh chị em, hơn bao giờ hết chúng ta thấy thế giới của chúng ta hiện nay là một cái môi trường mà trẻ em bị rất là nhiều thiệt hại, bị lạm dụng, bị đánh đập. Người ta nói rằng cứ 1 trong 10 trẻ em UNICEF tổng kết thì có 1 trẻ em phải ở trong cái điều kiện lao động rất là khắc nghiệt. Và trung bình thì cứ mỗi ngày có khoảng 152 triệu trẻ em đang phải lao động vất vả khắp nơi trên thế giới. Có khoảng 30 triệu trẻ em đang bị bán ra nước ngoài vì nhiều mục đích khác nhau, và có những người nhẫn tâm và lạm dụng, sử dụng các em trong những cái mục đích rất là xấu. Và hiện trạng của thế giới hôm nay, cứ mỗi ngày có khoảng 10 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đang đói, đang khát và đang ở trong cái tình trạng nguy kịch là chết đói. Cho nên hơn bao giờ hết cho anh chị em, tiếng khóc của trẻ em đang kêu chúng ta phải quan tâm đến, phải dành mọi nỗ lực mà mang lại cho thế giới này một nơi chốn đích thực là bình an và hạnh phúc cho các em. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta bắt gặp khuôn mặt của những trẻ em mà một cách cụ thể là Chúa Giêsu Kitô hài đồng. Và anh chị em đọc lại, anh chị em sẽ thấy rằng Chúa Giêsu xuất hiện như là một Mô-xê mới. Mà cái câu chuyện là gì? Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Đưa chúng ta về lại với cái gia đình ban đầu của ông Gia-cốp, mà nơi đó cậu bé Giuse bị anh em của mình bán sang Ai Cập. Và Chúa Giêsu Kitô đó xuất hiện ngày hôm nay như là một Mô-xê mới trong một gia đình mà nơi đó có những tan vỡ. Nhưng mà điều kỳ diệu là gì? Giuse trong cựu ước đó đã trở thành hoàng tử của Ai Cập, đã cứu dân khỏi đói. Thì Chúa Giêsu Kitô ngày hôm nay đang hiện diện nơi mỗi gia đình chúng ta, nơi khuôn mặt của những em trẻ đó, để mang lại sự bình an, để cứu dân người khỏi tội, như lời sứ thần đã nói với Thánh Giuse. Hình ảnh Chúa Giêsu Kitô trong bài tin mừng ngày hôm nay lại đưa chúng ta về với một khuôn mặt khác nữa trong cựu ước, cũng là một em bé trong cái giai đoạn rất là khó khăn, đó là Mô-xê. Mô-xê đã bị Pha-ra-ô
ra lệnh rằng mọi con trai Hebrew sinh ra phải xém ném xuống sông Nin, và con gái thì được cho sống. Và anh chị em đã biết câu chuyện của Môi-se rằng ông bị bỏ trong một cái thúng và thả ở dòng sông Nin, và cô công chúa của Ai Cập đã vớt và đem về nuôi. Nhưng mà cái khuôn mặt của Môi-se, hoàng tử của Ai Cập đó, đã trở thành khuôn mặt giải thoát dân của Chúa ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Cho nên ở trong tin mừng chúng ta lại nghe cái lời gọi rằng ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Chúa Giêsu Kitô xuất hiện trong bài tin mừng như là một Môi-se mới, mà chính Ngài sẽ làm một cuộc xuất hành, thưa anh chị em, đưa tất cả chúng ta đi về nhà Cha, bước vào một cuộc xuất hành mới. Và tin mừng lại cho chúng ta thấy trong cuộc xuất hành mới đó sẽ có một giao ước mới được ký kết. Mà bây giờ của lễ không gì khác hơn là máu của con chiên, của con chiên Thiên Chúa, con chiên vô tội. Và trẻ em ngày hôm nay trong cái cơn đau của nó, trong cái khốn khổ mà các em đã gặp, trong cái bệnh tật mà các em đang gánh, chúng ta thấy xuất hiện hình ảnh của con chiên Thiên Chúa, xuất hiện hình ảnh của chính Chúa Giêsu Kitô, đấng đang phát thánh giá, đấng đang hiến tế mỗi ngày, thưa anh chị em, trên bàn thờ vì ơn cứu độ của tất cả chúng ta. Một lần kia tôi đi vào bệnh viện ung bướu và thăm các em ở trong đó. Các em trong đó bị đủ mọi thứ bệnh ung thư. Một điều rất là đặc biệt đó là bị bệnh ung thư máu rất là nhiều, thưa anh chị em. Có tới 2 cái phòng mà nơi đó toàn là các em bị ung thư máu. Thì có một em rất là bé, mới có 4 năm tuổi thôi, em bị ung thư máu. Và em rất là mệt, vừa mới vào thuốc. Nhưng mà khi gặp tôi thì em nói với tôi rằng: chú cười với con đi chú, chú cười với con đi chú. Mẹ của cháu bé nói với tôi rằng cháu rất là thích cười, và gặp ai cháu cũng bảo rằng hãy cười với nó. Và khi mà tôi cười thì cháu bé nói rằng chú cười lớn hơn nữa đi chú. Nơi khuôn mặt của cháu bé đó tôi thấy quả thật là một con chiên vô tội. Quả thật là hình ảnh của Thánh Anh Hài. Quả thật là cháu ấy đang rất là đau đớn, nhưng mà vẫn muốn thế giới này nở nụ cười, thưa anh chị em. Hôm 25 vừa rồi Giáng sinh, tôi lại vào thăm các cháu. Thì có một cháu cũng mới có khoảng 5-6 tuổi gì đó, con mắt bị ung thư và rất là đau đớn, và con mắt ấy lồi ra bên ngoài. Nhưng mà ấy, cháu ấy lại rủ tôi rằng chú chơi với con đi chú, chơi rượt đuổi với con đi chú, mình phải chạy. Và thế là em ấy chạy từ đầu của hành lang này sang đầu của hành lang khác, và vẫn vui cười. Trong cái môi trường mà có thể nói đang gặp rất là nhiều khó khăn, bệnh tật, đau đớn nơi thể xác ấy, vậy mà nơi đó vẫn là một thế giới của niềm vui, là một sân chơi. Cho nên thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ các Thánh Anh Hài, chúng ta hãy nhớ đến con cái của chúng ta, và đặc biệt nhớ đến những đứa trẻ bất hạnh. Chúng ta hãy không chỉ là cầu nguyện cho các cháu, mà hãy có những hành vi rất là cụ thể, đem lại nụ cười, đem lại niềm vui cho các cháu. Và chúng ta hãy quyết tâm với nhau rằng xây dựng một thế giới thật sự là bình an và hạnh phúc cho các con em của mình, bằng chính cái nỗ lực hàng ngày của mình, mà nơi đó mình diễn tả tình yêu thương của mình cho con cái của mình trong gia đình, và cho con cái của những người xung quanh mình vậy. Và đó là cái hình ảnh mà đẹp nhất để chúng ta có thể nói rằng tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô, tôi chăm sóc Chúa Giêsu Kitô hài đồng trong gia đình của mình. Ở nơi đâu thưa anh chị em? Nơi chính những khuôn mặt của hài nhi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, và chính cho từng khuôn mặt của trẻ em trên thế giới này luôn luôn nở nụ cười. Hãy cười với cháu, chú cười với con đi chú, cô cười với con đi cô. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.